dù cho tình đó đã mất hết nhưng trong anh vẫn còn lòng vẫn mới đánh tiếc bóng ngày xưa đã xa. Đêm vũ trường anh đón em, mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu, mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào, nụ hôn đón chào. Thế gian đầy mê say nhưng thế gian thường chê bai, đời còn gì đâu ngoài câu vô nghĩa lúc ta buông lời vòng tay. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn quý vị cũng như tôi, chúng ta rất nhiều người mong muốn được sở hữu một cấu hình vừa nghe nhạc chuyên nghiệp hay và thứ hai có thể hát được karaoke trong gia đình. Và hiểu được điều đó, ngày hôm nay tôi sẽ ghép test giới thiệu đến các bạn một trong những bộ cấu hình để các bạn có thể nghiên cứu tham khảo. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, hãy gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Những bạn có Facebook hãy dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio của gia đình có thể gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Quý vị và các bạn thân mến, trước mắt quý vị là một trong những cặp loa đầu bảng phân khúc của hãng sạc pin Vega. Nói đến Vega là các bạn biết ngay, một trong những hãng audio lớn của Mỹ, tạo ra rất nhiều những dòng sản phẩm biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp, những phòng hội trường hay ở trong những nơi kinh doanh, ví dụ như là karaoke hay là ở trong những nơi vũ trường và đặc biệt là ở trong những phân khúc nghe nhạc trong gia đình. Tôi vẫn nói với các bạn rằng các dòng loa của sạc pin Vega thường hội tụ hai yếu tố, một là công suất lớn và thứ hai nữa là có thể đạt đến cái sự trong trẻo tinh tế của những dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp trong gia đình. Các bạn đang nhìn thấy trước mắt là cặp loa sạc pin Vega 504. Chính xác của nó là Hit 504, Hit có nghĩa là đầu, đứng đầu. Các bạn thân mến, đây là cặp loa 504 đặc biệt của sạc pin Vega Bass 40, một chung giấy, một chép kèn phía trước và sau lưng của nó có một loa chung nữa. Sau lưng của nó có một loa chung để mở rộng âm hình sân khấu và có hai vi tinh chỉnh ở sau lưng để giúp các bạn có thể hiệu chỉnh được độ sắc nét của tiếng mid, tiếng chép, và thêm vào đó nữa là có cầu chỉ bảo vệ và hai lỗ thông hơi rất lớn phía sau. Cặp loa này Bass 40 công suất lớn giúp cho các bạn có thể đánh ở rất nhiều những không gian rộng trong gia đình. Đây là một cặp loa nghe nhạc chuyên nghiệp đã đem lại cái sự bóc tách trong các giải âm. Sau đó các bạn có thể nghêu ngao karaoke rất tuyệt vời. Và đây chính là một trong những mẫu ít ỏi có thể vừa nghe nhạc chuyên nghiệp vừa hát karaoke an toàn. Và các bạn nhìn thấy tôi đang dùng âm ly, đó là âm ly Denon 890D. Cái âm ly này thích hợp giải mã DAC. Tôi đang kết hợp với một chiếc vang cơ, đó là vang Neck. Hiện nay tôi có cả vang số DB Acoustic với giá 3.500.000 đồng. Và ở đây, trường hợp này tôi sẽ dùng mic không dây, đó là mic CAVS một đầu thu hai tai mic có giá 3.000.000 đồng để test âm. Tôi sẽ quét qua hình ảnh một lượt, sau đó tôi sẽ test âm để các bạn cùng đánh giá cái chất lượng âm thanh của những sản phẩm, những cái cấu hình như thế này. Thì các bạn nhớ là đây là cặp Hit 504, còn bên này là cặp Hit U351. Đấy, cặp này có giá 28.000.000 đồng, còn cặp này thì là U504, tức là nó là Hit 504 có giá là 29.000.000 đồng. Một cái loa chung phía sau nữa này các bạn này. Đấy, hai lỗ thông hơi rất lớn phía dưới, vi tinh chỉnh, cầu chì bảo vệ này. Đấy, các bạn nhớ là trong quá trình vận chuyển thì có thể là cái cầu chì này nó sẽ lỏng, ví dụ như thế, hay là lâu năm nó có thể bị lỏng. Các bạn ấn reset lại và thỉnh thoảng cho nó một hai giọt dầu. Ê căng của nó đây này các bạn này. Còn đây là cấu hình mà tôi nói các bạn này. Ở trên là mic không dây xe AVS một đầu thu hai tai mic, tiếng rất là trong trẻo các bạn biết rồi. Có chế độ tự ngắt thông minh này, có khả năng tiết kiệm pin này, và nó sử dụng băng tần UHF tăng cường khả năng liên lạc giữa đầu thu với tai mic. Nó là CAVS T4S, chữ FC ở sau lưng này này. Và mic này thì các bạn nhớ là khi mua cái mic CAVS T4S này này là tôi độc quyền phân phối và phải có tem của Cương Audio thì mới là hàng xịn. Và các bạn thấy đây là âm ly Denon 890D đẹp có cạnh này, giá 16.000.000 đồng. Bên này tôi có cả một cặp D3 nữa này, D3 Bass 25 giá 14.000.000 đồng. Nghe nhạc hay, hát hay hơn loa Bose 301 series 3 rất là nhiều. Vega thì chỉ có một vài mẫu có giúp các bạn vừa nghe nhạc chuyên nghiệp vừa có thể hát karaoke hay thôi. Các bạn nhớ nha, không phải tất cả các loa của Vega đều hát karaoke được đâu.
buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu, ngã xuyên mình bền lâu, ai ngờ lại xa cách nhau, trăng treo trên mái đầu, tâm tư nên âu sầu, qua bao nhiêu dài dầu mà lại nỡ qua cậu xa nhau. Đêm vũ trường anh đón em, mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu, mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào, nụ hôn đón chào. Thế gian đầy mê say, nhưng thế gian thường chê bai, đời còn gì đâu ngoài cầu vô nghĩa, lúc ta buông lời vòng tay. Vũ trường có em đây, rót ly rượu đầy anh uống cho say, hỡi em gì vắng là mơ tương lai nào chờ. Từng đêm đường vắng mưa khuya, từng đêm về với cô đơn, em muốn khóc, anh muốn kêu lên cho nghẹn ngào dỗi hờn. Anh nghĩ gì khi thấy em lặng lẽ từng đêm phấn son nhạt nhòa, lặng lẽ từng đêm khói bay mịt mờ ngồi nơi vũ trường. Biết anh còn yêu em hay biết sau này nhau, đừng làm khổ thêm, đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm. Đêm vũ trường anh đón em, mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu, mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào, nụ hôn đón chào. Thế gian đầy mê say, nhưng thế gian thường chê bai, đời còn gì đâu ngoài cầu vô nghĩa, lúc ta buông lời vòng tay. Vũ trường có em đây, rót ly rượu đầy anh uống cho say, hỡi em gì vắng là mơ tương lai nào chờ. Từng đêm đường vắng mưa khuya, từng đêm về với cô đơn, em muốn khóc, anh muốn kêu lên cho nghẹn ngào dỗi hờn. Anh nghĩ gì khi thấy em lặng lẽ từng đêm phấn son nhạt nhòa, lặng lẽ từng đêm khói bay mịt mờ ngồi nơi vũ trường. Biết anh còn yêu em hay biết sau này nhau, đừng làm khổ thêm, đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm. Biết anh còn yêu em hay biết sau này xa nhau, đừng làm
làm khổ thêm. Đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm.